Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với loạt bài hướng dẫn Java cơ bản của blog Studincy. Mình là Việt. Bài hôm nay mình sẽ đi vào giới thiệu cho các bạn từ khóa static ở trong Java. Thì để giải thích từ khóa static thì mình sẽ giải thích như này. Các bạn biết là trong class của Java thì nó có hai thành phần, đấy là thuộc tính và phương thức. Thì bình thường thuộc tính và phương thức thì nó phụ thuộc vào cái đối tượng được tạo ra. Ví dụ như các bạn muốn sử dụng những cái phương thức và muốn sử dụng các cái thuộc tính thì các bạn phải tạo một đối tượng mới, xong đấy các bạn dùng cái phương thức của nó để sử dụng các thành phần đấy, hoặc là các bạn truy cập trực tiếp bằng dấu chấm. Ví dụ như là truy cập từ tên của đối tượng, xong đấy chấm vào cái thuộc tính hoặc chấm vào cái phương thức, ví dụ thế. Thì đấy là cái cách làm bình thường. Thì biến static thì nó có nghĩa là nó được sử dụng chung tất cả các đối tượng khác của các đối tượng của class đấy. Ví dụ như tôi có một class là book chẳng hạn, thì bây giờ tôi tạo ra các đối tượng book 1, book 2, book 3. Thì bây giờ này tôi muốn sử dụng chung tất cả cái book đấy, nó cùng một cái biến, cùng một cái thuộc tính, và khi một thằng thay đổi thì những thằng khác cũng thay đổi theo. Thì đây là ý nghĩa của biến static. Thì để cụ thể chi tiết thì tôi sẽ đi vào giới thiệu các bạn bằng qua code thì các bạn sẽ dễ hình dung hơn. Thì như các bài khác thì tôi đã tạo sẵn một class unit 27 đây. Tạo một class là class, ví dụ như là classroom chẳng hạn, ví dụ như này. Thì đầu tiên là để bình thường thì tôi sẽ tạo một biến biến thuộc tính bình thường, thuộc tính ví dụ như là number, ví dụ như này. Thì ở đây viết phương thức main, ví dụ như này, room R1 bằng new room. Tôi sẽ thay đổi giá trị R1.number bằng 10. Bây giờ nếu mà chúng ta không gán lệnh giá trị không 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 thay đổi giá trị của number thì mặc định giá trị của nó là biến nguyên, mà biến nguyên giá trị mặc định của nó là 0. Thì như các bạn đã được giới thiệu, R2.number bằng 10 20, ví dụ như này. R3.number bằng 30, ví dụ thế. Sau đấy chúng ta in ra cái giá trị của nó. Như này. Cộng với R1.number. Đây. Đây chúng ta in ra cái lệnh cơ bản. Thay vào 2 2 3 3, thì lúc này chúng ta chạy thì nó sẽ hiển thị ra ba giá trị khác nhau của ba thằng đấy. Đây các bạn sẽ thấy là number của R1 là 20, number của R2 là 20 và 30, tức là giá trị của chúng nó khác nhau. Thì bây giờ để tạo sự khác biệt thì chúng ta sử dụng từ khóa static, cũng là in, ví dụ như từ khóa về area, về diện tích, ví dụ này. Bây giờ tôi thay đổi giá trị của nó. Không, đầu tiên là tôi in ra một giá trị bình thường đã. Đây tôi gán giá trị cho nó là bằng 200, ví dụ thế. Thì ở đây nó sẽ in ra, xong đấy tôi r1.ar bằng 300. Thì như này. Xong đấy tôi cũng in ra cái giá trị của nó. In ra giá trị như này. Đây tôi sẽ viết là before, tức là trước khi chúng ta thay đổi, và after. Trong đấy chỗ này chúng ta in ra giá trị của area của R2 và R3. Chạy và chúng ta sẽ thấy sự khác nhau giữa hai cái loại biến thường và biến thuộc biến này. Thì các bạn sẽ thấy ở đây, tức là cái biến area, cái thuộc tính area trước khi chúng ta thay đổi thì nó là giá trị 200, thì chúng ta gán khi chúng ta khai báo về class thì nó là 200. Thì sau khi mà thay đổi R1, giá trị R1 thì nó là 300. Thì R2 và R3 không hề thay đổi giá trị area nhưng nó vẫn bị thay đổi theo cái thằng R1 này mà bằng 300. Thì đây các bạn sẽ thấy
Tức là trong cái đoạn code này chúng ta chỉ thay đổi giá trị ARR1 ở cái lệnh này thôi, từ cái lệnh này này thì chúng ta thay đổi cái giá trị của R1 ARR, còn cái R2 R3 không hề có lệnh nào thay đổi về 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 ARR mà nó vẫn bị thay đổi theo, thì đấy là ý nghĩa của static. Ngoài ra thì các bạn sẽ thấy là thằng static nó còn có một ý nghĩa nữa, đấy là chúng ta truy cập trực tiếp được room.ARR bằng 400 chẳng hạn. Thì các bạn thấy ở đây nhé, từ cái biến number ấy, biến number bình thường mà muốn sử dụng cái thuộc tính number muốn sử dụng, các bạn phải tạo một đối tượng mới, ví dụ R1, R2, R3 chẳng hạn, để tạo đối tượng mới. Còn cái thằng array biến static thì chúng ta không cần phải tạo, chúng ta cũng có thể sử dụng được. Ví dụ nó đây là room, room ở đây thì nó là một class, class truy cập trực tiếp vào biến biến static và bằng 400 gắn bằng giá trị, thì lúc này chúng ta chạy chạy đâu nhỉ? Run as. Đây đây chúng ta sẽ thấy là cái giá trị của nó không phải là 300 nữa, tức là R1 thay đổi 300 nhưng mà sau đấy room chấm area bằng 400 thì cái giá trị của nó thằng R3 cũng bị ăn theo, tức là nó sẽ ăn theo cái lệnh thay đổi gần nhất, gần thay đổi mới nhất. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng các biến các phương thức gọi là phương thức static public void show, ví dụ như đây là phương thức bình thường đúng không, phương thức bình thường system chấm out, dụ đơn giản này thôi, show. Thì bây giờ chúng ta thêm từ khóa static ở đây như này, thì khi mà có từ khóa static này thì cái thằng room này nó có thể truy cập trực tiếp như này. Các bạn sẽ nhìn thấy đây, nó sẽ có phương thức show mà không cần tạo ra một đối tượng nào cả, thì chúng ta chạy thì nó vẫn cứ hiện ra cái dòng show đấy. Đây các bạn sẽ thấy cái show thì nó hiển thị ra như này, thì là ý nghĩa của static. Ngoài ra các bạn chú ý một điều, đấy là khi mà chúng ta khai báo một cái phương thức static, chúng ta sử dụng các biến ấy, ví dụ như biến area là biến static thì bình thường nhé, ví dụ như này 400 à 500 thế rất bình thường, nhưng nếu chúng ta sử dụng cái biến number thì nó sẽ báo lỗi, ví dụ như này báo lỗi. Lỗi đây là lỗi gì? Các bạn sẽ nhìn thấy đây, tức là ý nghĩa ở đây thay lỗi là đây là bởi vì này, cái phương thức show là phương thức static, còn cái thằng number là thằng một thằng biến bình thuộc tính bình thường, vì thế không được sử dụng trong static. Muốn sử dụng thuộc tính trong static thì cái thuộc tính trong phương thức static thì cái thuộc tính đấy phải là static, static như thằng area này chẳng hạn. Đấy là vì sao? Bởi vì trong trường hợp mà chúng ta không tạo một đối tượng, ví dụ thằng room.show này, thì cái thằng number này là thằng 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 thuộc tính bình thường mà nó chưa tạo ra mà chúng ta đã sử dụng thì nó sẽ báo lỗi, thì đấy là ý nghĩa. Và vì thế các bạn chú ý, tôi sẽ nhắc lại là khi sử dụng thuộc tính ở trong phương thức static thì cái thuộc tính đấy phải là static, đấy là ý nghĩa. Và tương tự như thế thì các phương thức cũng thế, tức là các phương thức mà sử dụng các phương thức khác nhau thì các phương thức mà được sử dụng trong một class thì nó cũng phải là static. Ví dụ như bây giờ tôi tạo một phương thức show ở đây, phương thức move hoặc là phương thức go ở đây, thì nó nếu mà thằng show này sử dụng thì nó cũng phải là static. Thế là về ý nghĩa. Thì bài hôm nay tôi đã giải thích cho các bạn về từ khóa static, thì hy vọng các bạn đã nắm rõ được cái từ khóa static này. Trong cái phần làm về các cái phương thức override, overload thì mình sẽ thấy kỹ hơn về những cái từ khóa dần dần, nhưng về cơ bản là nội dung là như thế. Thì hy vọng các bạn sẽ hiểu thêm được từ khóa static trong Java. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài hướng dẫn tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.